không có bao giờ để cho giày của mình nó dơ hết á. Đây là đôi Zara. Đôi Zara này Thông rất là thích luôn. Mang mang nó rất là tây mấy bạn. Đó, còn đôi này là Thông vừa mới chụp avatar và ảnh bìa này mấy bạn. Mấy bạn biết bỏ mấy cái túi này vô làm gì cho nó thơm đôi giày á. Bỏ mấy cái túi này vô cho nó thơm đôi giày. Đây là đôi Louboutin. Rồi vậy thôi, Thông có bao nhiêu đây giày thôi. Đó, có đôi này nữa ha. Đó, đây là những cái đây là cái kệ mà Thông có thể kéo cái màn lại thì Thông che lại cái tủ giày của Thông ha. Đó, đây là hai cái ly mà Thông rất là thích nè. Đó, đây là cái hộp của giày Balenciaga vậy thôi à. Chứ không có gì cả. Là Thông sẽ kéo lại nha mấy bạn. Khoe với mấy bạn bao nhiêu đó là đủ rồi. Cái gì? Túi á hả? Túi thì thông cất hết trơn rồi, cho nên là mấy bạn muốn coi thì mai mốt đi, mà mai mốt Thông sẽ cho mấy bạn coi cái túi túi Thông rất là nhiều chứ. Mà Trần Quỳnh Như càng ngày càng đẹp, ai mà chịu nổi anh ơi. Cảm ơn Trần Quỳnh Như nha. Trần Quỳnh Như, ừ, cái tủ giày của Thông đây là chưa, tức là cái tủ giày của Thông á, đây là chưa có đủ. Thông đang đem đi giặt khoảng chừng 5 đôi nữa mấy bạn. À, để bữa nào đủ đi rồi Thông cho mấy bạn coi luôn. Tại vì 5 đôi nữa cũng là 5 đôi giày hiệu luôn á mấy bạn. Thông chỉ có mang giày như thế thôi. Tại mấy bạn biết làm sao không? Đối với Thông, Thông không phải là Thông đua đòi, hay là Thông không phải là Thông xa xỉ. Nhưng mà giày hiệu á, mấy bạn mang hoài nó không có bị lỗi. Mà mấy bạn mang hoài nó không có bị lỗi. Mà sau này á, mấy bạn bán lại nó vẫn có tiền. Mai Nhung em mới nhận chai nước nước hoa Body Victoria sắc đẹp mùi amber thơm cực kỳ, thích lắm luôn anh ơi hả? Cái mùi đó Thông xài gần hết rồi nè mấy bạn. Đây nè, cái chai này bên shop của Thông đang sale, có nghĩa là từ 790 ngàn nước hoa của Victoria sắc đẹp. Đây là cái mùi amber Thông đang xài nè, nó thơm cực kỳ luôn. Thông xài gần hết chai rồi nè mấy bạn. Cái mùi này rất là sang, nam nữ đều xài được, đang sale có 300 ngàn một chai à. Thật sự luôn, tôi nói với mấy bạn luôn, mấy bạn xài một cái chai này á, nó bằng chắc cũng phải là 10 chai nước hoa thương hiệu mấy bạn xài á. Tại mấy bạn biết sao không? Victoria's Secret là một trong những cái thương hiệu mà nó nổi tiếng trên toàn thế giới luôn. Nhưng mà nó bán nước hoa rất là rẻ. Ví dụ như là nó bán nước hoa thì giá của nó tầm 1 triệu mấy, hay là 800-900 ngàn. Đó, nó như vậy thôi. Giày của anh đủ tiền mua đất luôn hả? Giày của Thông thì nhiều lắm mấy bạn ơi. Giày của Thông thì chắc mấy trăm triệu á. Ừ. Còn đồ của Thông thì nó cũng nhiều, đồ của Thông cũng nhiều lắm, bữa nào thơm phức luôn. Đúng rồi, cái nước hoa đó đó thì khi mà mấy bạn xài á, nó giữ mùi rất là lâu, nó giữ mùi mà 1 ngày 2 ngày luôn á. Cái chai này Thông cũng xài, mà mùi amber là Thông cũng xài đây nè. Đang bên shop của không có ngọt mấy bạn ơi, nó rất là sang luôn, mùi này nó cực kỳ sang luôn. Làm gì mà nhiều tiền thế hả? Tôi nghĩ là mấy bạn, tôi nói như thế này nè, những cái lúc mà tôi làm á, mấy bạn đâu để ý đâu. Từ từ chờ tôi xíu, tôi tắt bớt một bóng đèn đi cho nó đỡ sáng đi cho mấy bạn. Tôi có nghĩa lúc tôi làm á, mấy bạn đâu có biết đâu. Còn cái lúc mà tôi khoe đồ hay là tôi up hình lên trên mạng á, thì mấy chị cứ nghĩ là tự nhiên khơi khơi mà tôi tự nhiên khơi khơi mà tôi có tiền, làm gì có chuyện đó. Phải làm rất là cực khổ luôn của mấy má. Chứ đâu có phải là muốn tự nhiên khơi khơi có tiền là có đâu mấy bạn. Anh đang xài màu hồng mà chai nhạt nó thơm cực kỳ, mùi như bánh ấy. Dạ, cái chai này là bên shop của Thông đang sale còn 300 ngàn thôi. Tại vì cái chai này á, là Thông mua bên Mỹ là hàng sale, cho nên bên shop của Thông thì ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái, mà một cái nữa là ở Đà Nẵng nha mấy bạn. Mấy bạn nào ở Đà Nẵng thì cứ liên hệ với shop của Thông ngoài đó cũng được, mà nhắn tin qua fanpage. Còn nếu mà mấy bạn muốn mua nước hoa này, nếu như mà mấy bạn không có cái link shop Thông á, ở trong đây các bạn nào có link shop Thông không, mấy bạn comment lên giùm Thông đi. Còn nếu mà mấy bạn không có biết cái link shop Thông thì mấy bạn có thể nhắn tin qua cho Thông mua chai nước hoa này cũng được. Mấy bạn có thể nhắn tin qua cho Thông mua chai nước hoa cũng được nha. Nói là muốn mua chai nước hoa Victoria Secret Amber là được.
cái mùi này sử dụng nam sử dụng được, thông xài gần hết rồi nè mấy bạn. Tại vì mấy bạn biết sao không, nó rất là thơm mà sale á, cho nên là cũng nhiều người mua lắm. Hôm qua có cái anh kia dẫn cái chị người yêu vô mua lần 5 chai luôn á mấy bạn. Tại vì cái chai này khi mà mấy bạn sử dụng á, một cái chai nước hoa chính hãng luôn mà giá nó đang sale nữa, thì khi mà mấy bạn dùng á, mấy bạn xịt nhiều nó cũng đỡ tiếc hơn. Tại vì cái chai này là thông xài hàng ngày luôn, nó rất là thơm. Thông xài son gì mà môi đẹp vậy hả? Thông thì thông chỉ xài son dưỡng thôi mấy bạn. Còn nếu như mà mấy bạn muốn để cho cái màu môi nó đẹp á, nó không có bị thâm á. Đúng rồi, Nguyễn Duy Khang á, cái tên Dream Collect là Nguyễn Duy Khang đó mấy bạn. Phan Bảo Bảo á, cái thằng bán mầm đậu nành, nó comment cái link của shop thông luôn kìa. Dream Collect luôn, thông để cho cái môi, cái màu môi nó đẹp, nó hồng hào, nó không có bị thâm. Mấy bạn sử dụng cái mặt nạ môi Laneige một hộp như thế này mấy bạn xài được 2 năm. 390.000 một hộp. Nếu mà mấy bạn không có, chưa có biết cái hiệu quả của nó như thế nào, mấy bạn mua cái size nhỏ mấy bạn xài thử. Cái size nhỏ thì bên shop của Thông đang sale là 145.000, còn chỉ có 100.000 thôi. Mấy bạn mua thử cái size nhỏ mấy bạn xài thử. Cái size nhỏ thì mấy bạn xài cũng được 1 tháng, 2 tháng đó, cỡ đó. Còn cái size lớn này thì tại vì Thông đã xài lâu rồi. Nó là một cái dạng mặt nạ ngủ, nó làm căng môi, làm hồng hào môi, và nó dưỡng ẩm cho môi của mình. Sau khi mà mình chuẩn bị mình đi ngủ á, là mình bôi lên trên môi, nó sẽ làm căng cái môi, mọng cái môi, hồng cái môi, nó trị thâm môi rất là tốt ha. Cái này Thông xài từ xưa tới giờ rồi, của Hàn Quốc mấy bạn. Bên shop của Thông có bán luôn. Hầu như những cái mỹ phẩm mà Thông xài á, thì bên shop của Thông có bán hết. Dạ, cái này là ủ trắng da chốc chốc nha mấy bạn ơi. Cái này là ủ trắng da chốc chốc chứ không có phải là kem nha. Này là ủ trắng da, thì bạn nào mà lười đi tắm trắng á, thì mấy bạn có thể sử dụng cái ủ trắng da này. Tối mấy bạn đi ngủ mấy bạn bôi lên, nó sẽ không có bết rít, nó sẽ không có dính quần áo, hay là nó sẽ không có dính mùng mền gì đâu mấy bạn. Ngoài bán shop thì anh có làm cái gì thêm không hả? Ngoài bán shop thì Thông có làm một cái công việc mà được xã hội rất là chào đón luôn mọi người, đó là làm gái nha. Cho nên thì mọi người nào mà có nhu cầu mà chơi gái rồi này kia thì mọi người cứ liên hệ với Thông ha. Ví dụ như trai nào mà xấu xấu á, thì Thông tính cỡ gọi là Thông tính cỡ 500.000 một đêm thôi. Còn nếu mà trai nào đẹp á, thì Thông sẽ trả tiền ngược lại, và Thông sẽ tính luôn tiền khách sạn. Đồng thời Thông sẽ khuyến mãi cho các anh đó là một ổ bánh mì, cộng với lại là tiền xăng đi về nhà, hoặc là Thông sẽ tài trợ cho anh ấy một cuộc taxi đi về nhà luôn. Đó, nói chung là Thông làm gái như vậy á. Cho nên thực sự mọi người thấy vậy thôi, chứ không có dư đâu mọi người. Thông làm gái như vậy thôi, làm gái kiểu như vì đam mê á, chứ Thông không có dư. Làm như vậy á, cứ nhiều khi đẹp, thằng nào đẹp mà chơi giỏi giỏi, mà chơi sướng sướng, kiểu như mình cho ngược lại tiền nó. Cho nên thiệt sự luôn, làm gái mà, với lại làm gái mà đứng đường này công an nó dí dữ quá, cho nên đâu có làm được đâu. Phải, tôi khổ lắm mấy bạn, tôi phải làm gái online, tôi phải lên trên mạng, tôi phải đi chào hàng từng thằng, mà nhiều khi thằng đó nó không có nhu cầu chơi đĩa, nó chửi tôi xê thế mẹ tôi luôn đó. Cho nên suốt cuộc đời không có dư mọi người à, không có dư nhiều đâu. Xin giá nhập làm gái luôn hả? Tôi có làm gái giá sỉ nha mọi người. Cho nên mọi người thì quảng cáo online trá hình hả? Ừ, kiểu vậy đó. Gặp ai cũng mê hết trơn á. Trai đẹp là mê. Như hôm bữa đi chụp hình cũng vậy. Cái anh chụp hình đẹp quá trời đẹp luôn. Cái ảnh bìa của tôi đó, tôi có táp cái anh chụp hình vô. Mấy bạn qua bên trang đó, mấy bạn coi cái anh này chụp hình cũng đẹp lắm mấy bạn. Anh này chụp hình cũng ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên rất là nhiều luôn. Ảnh chụp dễ thương lắm mấy bạn ơi. Nói chung là trai đẹp mà, giờ chụp có xấu đi nữa cũng dễ thương à mọi người. Dạ. Không biết nhiều anh sửa ống nước rồi hả? Sửa ống nước thì tôi nghĩ là chắc nó trải qua cũng nhiều. Tại vì ống nước nhà tôi thì nhà tôi có 3 tầng mà, cho nên mỗi tầng có 2 cái toilet. Tại vì mỗi tầng có 2 phòng á mấy bạn, thì tôi buồn cái nào để tôi phá cho nó hư cái đó, thì tôi kêu người ta tới thôi. Máy lạnh nhà tôi thì tôi đập hoài, chứ gì tôi chế nước vô cho nó hư hoài. Kêu máy lạnh kêu tới sửa hoài luôn chứ gì mấy bạn. Đạt. Rồi ok. Thì nói chung là em đơn giản lắm mấy chị. Hello anh Trí Khoa Tuấn. Trời đất ơi, máu nhắc luôn. Máu nhắc cái anh chụp hình luôn, là cái anh chụp hình vô rồi nè mọi người. Đó, chồng tương lai của Thông đó, Trí Khoa Tuấn đó mọi người.
trong tương lai anh cẩn thận nha, đằng nào em cũng ăn anh à, đằng nào em cũng chào hàng, em cũng sale làm gái với anh à. Ví dụ như em làm gái người ta á, em đi 500 chứ em gặp anh coi chừng em sale á, em sale 50%, thậm chí nhiều khi là em gặp anh cái em bị đứng hình bởi vì cái vẻ đẹp trai của anh á, em sale luôn 100%, là đằng nào em cũng ăn được anh là Trí Khoa Khoa Tuấn ơi. Cái tên á, cái tên của ảnh mà từ cái họ lẫn cái tên lẫn cái chữ lót luôn, là cái nào cũng là cái tên hết trơn á, chứ đọc cái tên nghe nó kỳ ở mọi người. Trí Khoa Tuấn đó là cũng là một cái sự độc lạ ha. Đêm nào cũng sợ anh dẫn trai dị, bồ anh có ghen không? Ủa tôi đâu có dẫn trai gì đâu mấy bạn. Nãy giờ tôi nói tôi làm gái thôi, thì đó là cái nghề mà, đó là cái nghề mà mấy bạn. Tôi làm gái vì đam mê thôi, đâu phải ai muốn làm gái là làm. Tự nhiên đương không, ví dụ như bây giờ nè, bây giờ mấy đứa con gái trong đây đang coi livestream ta, tao bây giờ tao biểu tao rủ ra làm gái, tao làm nổi không? Sao làm được? Ví dụ như làm gái vì đam mê thì một ngày có thể là làm 30 thằng nhưng mà không có lương cũng được. Cho nên làm gái online không có dư đâu mọi người. Khá thi trường. Nói thật chứ anh nói chuyện hợp gu em dễ sợ. Ừ tôi hợp gu nhiều lắm mấy chị, tôi chợ lắm. Ok nha. Ừ làm gái vì đam mê thôi. Nhiều khi làm gái mà còn hẻ đem son, đem mỹ phẩm đồ này kia ra đứng bán luôn mà. Đó nãy giờ em đang sale làm gái online đó mọi người. À thôi cũng trễ rồi, Thông off live stream đây. Có gì thì mấy bạn nào mà có nhắn tin Thông mà hỏi về cái mầm đậu nành á của Phan Bảo Bảo thì mấy bạn cứ liên hệ với Facebook của Phan Bảo Bảo, Thông có tab bên trên nha. 220.000 một hộp ha. Thông cái này nó sẽ giúp hỗ trợ nở ngực nè, chống loãng xương nè, đồng thời nó ngăn ngừa bệnh tim đồ này kia rất là tốt ha mọi người. Uống chị em mà phụ nữ mà ăn tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng cái vòng ngực nó sẽ nở từ 3 đến 4 cm luôn. Mấy bạn có thể lấy cái thước mấy bạn đo luôn ha. Cái gì? Trí Khoa Tuấn mốt qua chụp tặng free luôn hả? Ok anh Trí Khoa Tuấn, anh hứa nha mọi người, làm chứng giùm em nha. Rồi ok bye bye mọi người ha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Tạm biệt.